Xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Kiểm thì sắp tới mình có triển khai một dự án mới, đó là làm những video review sản phẩm và test sản phẩm trực tiếp để anh em xem có những cái đánh giá nhận định rõ ràng, tránh mua phải những hàng kém chất lượng đó. Thì là thiết bị mình đầu tư để quay lại video cho anh em, đó là một chiếc Sony 6300 đời mới của hãng Sony chính hãng, chưa vui này, và một chiếc nghe 50.8 fix của Sony. Đó thì trong 8 năm mình kinh doanh mua bán máy ảnh và dịch vụ bảo hành sửa chữa hỗ trợ khách hàng thì mình cũng chưa tự mua thưởng cho mình một chiếc máy ảnh nào đó, thì tại vì là lý do là ở cửa hàng rất là nhiều máy nên là mình không phải đập hộp mà để dùng. Nhưng đợt này mình sẽ đập hộp em để phục vụ dự án, lợi ích mang đến lợi ích cộng đồng cho mọi người đó. Tại vì mình thấy là hiện nay ở thị trường ấy thì là có rất nhiều mẫu mã bị nhái và những mẫu mã kém chất lượng, thì mình sẽ trực tiếp đánh giá và trải nghiệm những sản phẩm đó để các bạn đỡ lãng phí đồng tiền, mua được những cái sản phẩm ưng ý về dùng thực tế đúng với nhu cầu. Ok, bây giờ thì mời mọi người cùng bóc tem đó, sản phẩm Sony A6300. Đây anh em cùng nhìn qua một chút bề ngoài và hộp và thông số của chiếc Sony 6300 này. 24.2 megapixel, ISO 25600, AF 425 điểm, 11 frame ảnh, quay 4K, kết nối cổng hỗ trợ là Wi-Fi, sử dụng được thẻ NDXC này, rồi kết nối âm thanh này, kết nối mát này, cũng khá là nhiều tổng kết nối. Ok, mình sẽ đọc hộp nhé. Khổ quá, lần đầu tiên là đây là tập sách hướng dẫn. Wow. Dây sạc theo cổng, theo ổ điện của các nước. Đấy, nước ngoài họ hay dùng những cái chân này, ở Việt Nam mình thì chỉ dùng chân này. Dây máy gồm một cổ pin. Đây là chiếc iCut, hay còn gọi thông thường là chiếc mắt mèo. Đây là một cục sạc. Sạc này thì sẽ được kết nối với dây số 8 đó, sau đó còn một sợi cáp nữa. Đây rồi, thì chúng ta sẽ cắm những loại sợi cáp đầu Android này vào đây, đầu USB vào đây, đầu Android sẽ tí nữa sẽ cắm trực tiếp vào máy và để pin trong máy sẽ sạc vào máy. Ngoài ra thì hãng Sony cũng bán một chiếc sạc rời để tránh tình trạng hư hỏng máy này. Và các hãng thứ ba thì có như kiểu là mấy hãng có những cái pin như là Wasabi, rồi là ok, như vậy là mình đã chính thức triển khai dự án quay video review và test sản phẩm công nghệ số cho các bạn có được những đánh giá thật nhất về sản phẩm, tránh mua phải những hàng kém chất lượng. Thì
Sau đây mình sẽ khởi động dự án luôn với chiếc máy ảnh Sony 6300 này bằng hai sản phẩm công nghệ cũng khá là hot trên thị trường hiện tại, đó là chiếc cáp OTG. Chiếc cáp này có tính năng là lấy ảnh từ máy ảnh qua điện thoại iOS và Android đó. Mà dù khi các bạn ở trên máy bay hay là trên ô tô hay trên đi đường không có máy tính thì cái này nó sẽ lấy ảnh rất là nhanh và trực tiếp, lưu đúng khung hình ảnh và chất lượng ảnh không bị giảm sụt. Đó. Đây là chiếc cáp OTG dành cho thẻ SD. Đây là cáp OTG dành cho bạn nào dùng nhiều loại thẻ, máy ảnh có nhiều loại thẻ, ba loại thẻ CF và SD và micro. Ok. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở video sau.